xịt củ bóng lên để tạo độ bóng. Cô nàng mắt xanh đã sẵn sàng để sơn móng tay và tóc cũng ở đây. Cô ấy nhìn thấy miếng chân gà nướng và không thể nhịn được. Hay khi muốn thử miếng chân gà đó, nhưng miếng thịt gà này không phải là để ăn, nó là mỹ phẩm. Mắt xanh bật mí bí mật, bộ xương của các chân gà là làm từ lọ sơn móng tay, thì không phải là món khoái khẩu của tóc đỏ. Rồi cô ấy đưa ra món thứ tiên, tươi ngon và đẹp mắt. Tối quá chả nhìn thấy cái gì hả? Xin nhau gắn phấn mắt vào trong. Cô lồng trắng cứng bằng màu acrylic trắng. Cái này đỡ chạy. Pha kem béo vào một cô kem bản màu vẽ. Đổ đầy kem lớn vào và nhấn cái nắp xuống. Bóc miếng kem lớn ra khỏi bản màu vẽ và nắp vào lọ phấn mắt. Sơn lòng đỏ bằng màu vàng tươi. Cô viền bao quanh bằng một vòng tối. Khi nó đã khô, xịt phủ bóng lên toàn bộ miếng trắng kia. Bóc nó ra khỏi miếng giấy da. Tóc đỏ sẵn sàng cho trò đùa của mình. Cô ấy chắc chắn là không ăn miếng trắng kia đó. Mở nắp lọ đỏ và thấy một hộp phấn mắt màu vàng bạch kim ở trong. Chắc chắn là có sắc tố của lọ đỏ chứ. Tôi tự hỏi là con gà có trước hay phấn mắt có trước. Chúng tôi gọi món sushi. Tóc đỏ tranh thủ khoảng thời gian bạn bè ra ngoài nghe điện thoại. Cô ấy cần nhanh lên nếu muốn ăn một miếng. Tóc đỏ ăn hết tất cả chỉ trong vài phút. Nhưng cô ấy vẫn để lại một ít cho bạn mình và để một món Nhật Bản đặc biệt cho cô ấy, cắt thành những mẫu vải dạ nhỏ. Sao trứng còn nhiều rồi? Dùng cây dán giấy để cũng ngày nào cũng chảy, nó chưa có nở được mới đó. Chỗ trứng này nó nở hết được nữa thì không tha hồ mà bắt. Đo kích thước miếng vải dạ đen, chiều rộng bằng hết chiều cao của hộp. Cắt đôi vải vải đó và dính vào phần hộp và nắp. Bữa nay đỡ ngứa rồi không? Tôi thử quyệt cho bạn nhiều thế. Dính hạt đỡ màu cam lên trên hạt cơm để trông giống trứng muối đỏ. Dính hai miếng vải dạ màu xanh lá để hoàn thành. Thôi tay này đây. Cuối cùng thì cô nàng mắt xanh sẽ thử miếng cơm vụn đó. Nhưng đó không phải là món ăn hải sản. Cô bạn đã làm giả lọ kim tuyến thành miếng sushi. Thấy hộp trông thật sáng tạo. Chỉ là đừng cho wasabi lên. Và ai từ chối khi vừa được ăn đồ nớt lại vừa trang điểm cơ chứ? Nghe phần chữ trên nắp hộp phấn đi. Đứng trong một tóc hình đồ nớt lên. Phủ kem nến lên để trông giống lớp phủ bánh. Tô màu nâu thì màu khuôn. Rải ống ánh lên. Tóc đỏ thấy một cái đun nớt ở trên bàn. Trông hấp dẫn muốn thử quá. Nhưng hóa ra nó lại là hộp phấn phủ chứ không phải là bột bánh. Tiếc thật, phấn phủ chẳng có gì khớp với sô-cô-la cả.